Hôm nay mục tiêu của chúng ta là anh ta. Chẳng qua là tôi muốn thử tôi có diễm phúc là bạn trai cô không. Phương Chi, đây có phải là anh người yêu cũ mà sao nghe báo lấy cậu đây không? Nhá. Không em yêu, bây giờ anh chỉ có mỗi mình em thôi. Rồi, để xóa số cô ấy luôn. Đây, em yên tâm chưa? Vâng. Anh á, đúng là người đàn ông tốt. Hồng Anh này, khi nào kết hôn nhớ mời bọn tớ làm phù dâu phù rể nhá. Bye bye. Em về đây. À, cảm ơn anh nhé. Xin lỗi em yêu, hôm nay quán có chút việc, anh đến hơi muộn. Tặng em. Anh cảm ơn. Em đợi anh lâu lắm đấy. Dạ, không sao ạ. Mà hôm nay tắc đường lắm đúng không anh? Hơi tắc. Hồng Anh, trùng hợp quá. Đây là... đây là anh Cường, là bạn trai mới của tớ. Cường? Phương Chi, đây có phải là anh người yêu cũ mà sao nghe báo lấy cậu đây không? Mà nếu như mà mọi người quen biết nhau hết rồi ấy thì vào đây ngồi luôn đi cho vui. Anh nhờ. Được đó, ngồi với Phương Chi nhỉ. Anh với cô ta từng là người yêu cũ của nhau à? Nhưng mà không sao. Thời buổi bây giờ có người yêu cũ là chuyện bình thường, em không để ý đâu. À, mà hai người có còn liên lạc với nhau không đấy? Nếu như mà còn liên lạc với nhau ấy là em để ý đấy nhá. Không em yêu, bây giờ anh chỉ có mỗi mình em thôi. Rồi, để xóa số cô ấy luôn. Đây, em yên tâm chưa? Vâng. Anh á, đúng là người đàn ông tốt. Anh có đồng ý kết hôn với em không? Anh đồng ý. Nhưng mà không được đâu. Bố mẹ em khó tính lắm. Chắc chắn sẽ không đồng ý anh với em kết hôn đâu. Muốn kết hôn với em ít nhất phải là thiếu gia, hoặc là những người mà môn đăng hộ đối với gia đình em cơ. Còn anh thì... hay là mình đính hôn? Đính hôn? Vâng. Đính hôn thì không cần phải có mặt bố mẹ em, mà em cũng không cần phải có sính lễ. Em đã có sẵn 500 triệu là của hồi môn rồi. Chỉ cần anh và em đính hôn xong, em sang nhượng xe và nhà cho anh. Lúc đấy nhá, bố mẹ em phát hiện ra thì cũng biết anh là người có tiền rồi. Hồng Anh, em tốt với anh quá à. Anh hứa sẽ chăm sóc, yêu thương em cả đời này. Cường, cậu được đấy, cưới được một đại gia, nhà gái lại không cần sính lễ, lại còn cho thêm 500 triệu. Sau này cả nhà cả xe đều là của cậu rồi đấy. Cậu cứ đùa, nó quá là bình thường với tôi, cậu hiểu không? Chẳng qua là tôi muốn ra ngoài gọi là bươn trải chứng minh bản thân thôi. Cô ấy không nghe máy à? Yên tâm, để tôi gọi lại lần nữa nhá.